Dung xin chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Tiếp theo cái video mà hôm bữa mình làm để mình tụi mình đi ăn cái nhà hàng Amberan của Hồng Kông. Thì bây giờ mình sẽ quay các bạn xem cái bên ngoài của khu 13 này các bạn. Đó, cái chỗ này là cái mấy cái nhà này các bạn thấy không? Là những của cái nhà hàng đó, người ta làm thêm để mấy cái bàn ngoài cho khách ngồi tại dịch Covid nè. Đó, bây giờ mình đi tìm cái rổ xe các bạn. Mỗi lần tìm cái rổ xe rất là khó luôn, nó mất nhiều thời giờ lắm. Ngày bình thường không sao, nhưng mà ngày chủ nhật đó với bảy chủ nhật thì rất là đông người. Đó, trên có bức tượng đẹp đi chưa. Còn đây các bạn, trước cửa của Paris Store thì nó có mấy cô với chú anh chị em để bán mấy cái đồ ăn nè. Nói chung là muốn ăn cái gì cũng có ở đây, trơn rau rác rồi bánh, bánh uống, bánh bò. Nói chung là có hết đó các bạn, thấy không? Cái chị này chỉ bán bánh uống nè, mình hay mua của chị lắm á. Đó, mình lại bữa nãy mình mua rồi, mình mua 20 cái cho hai cái. Thì mình có dịp ra đây thì mình sẽ mua rau của mấy cô này nè. Không phải của người Việt Nam không các bạn, của người Tàu, người đủ người hết á. Họ bán ở đây cũng vui nhưng mà cũng cực các bạn à. Còn bây giờ đây là chỗ mình lên trên lầu nè, các bạn thấy không? Bây giờ mình đã lên trên tiệm điện thoại. Cái hôm nay mình đi ra ngoài đây là một phần là để sửa cái điện thoại con trai của mình á. Bây giờ chủ nhật bạn thấy nó đóng cửa hết trơn. Đây cũng đóng cửa. Mình quay sơ sơ thôi, tại vì sợ thấy người ta đấy mà. Ở bên đây ngại thấy mặt người ta lắm, người ta không thích cho mình quay. Nên nó nhiều lúc mình quay mình hạn chế lắm. Mấy cô chú mà thích đi du lịch ở Pháp, Grand 13 thì biết chỗ này nha. Ai cũng đi lên đây thử cho biết á. Chỗ này là tiệm áo dài nữa mà, cũng có đồ của Nhật, của Tàu, họ bán nhiều thứ lắm. Mấy cái đồ đeo tay rồi đó mình cũng hay thích lên đây mua. Chỗ này có bán khẩu trang nữa ha, khẩu trang đặc biệt nghe chưa, khẩu trang làm bằng giống như vải của áo dài đó. Đó, có mấy đồ để làm kỷ niệm á, dây nịt, nói chung bán tùm lum hết trơn á. Mình quay hơi nhanh nhanh lẹ lẹ nha các bạn. Còn ở bên đây là không biết bán gì, hình như tiệm bán dài, bán vàng của đủ của người Miên, người Tàu rồi tùm lum các bạn. Người Việt ở đây mình không thấy người Việt, nhưng mà có nhiều người ta biết nói tiếng Việt lắm. Còn bây giờ thì mình sẽ đi kê tới nữa. Đó, bạn thấy không? Cái tiệm mắt kiến nè, cũng đóng cửa rồi. Chủ nhật nó đóng cửa rất là nhiều các bạn. Có tiệm cắt tóc luôn nữa, tóc của người Tàu các bạn. Tiệm bán lô tô, đó là tiệm bán của Nhật các bạn, bán mấy cái tranh đồ đó của mấy đứa nhỏ nó thích á, mấy cái hình của trong cái một hình á. Hồi nãy anh Hoàng đem điện thoại vô đây anh sửa rồi, để mình đi 2 tiếng sau mình quay trở lại mình lấy. Bán mấy cái nước uống nè. Mấy ra đây là con mình nó mê mấy cái đó thôi. Chứ trên đây cũng có gì chơi các bạn ơi. Có gì mà để cho mấy đứa nhỏ nó chơi, mình ra đây chủ yếu mua đồ ăn là đi vòng vòng. Có tiệm bán lô tô cũng không có bán, bạn mình chỉ không có cho ngồi uống cà phê á. Mình mua thì mình đi thôi. Tiệm bán thịt, tiệm bán thịt này rất là khách rất là đông nha các bạn. Mấy anh mấy em bán thịt là biết nói tiếng Việt hết luôn đó. Đây mình đi kế tiếp nè. Thì trên đây nó cũng rộng lắm nhưng mà nó cũ lắm rồi các bạn, không có sửa chữa, không có sơn gì lại, cũng mềm à. Nó cứ thay rồi, mấy cái tiệm này cứ thay đổi hoài á. Thì mình đi vài tháng mình thấy nó thay đổi đó. Ở đây là cái nhà hàng này các bạn thấy bên tay phải, tay trái của mình đó. Cái nhà hàng này hồi xưa là rất là đông khách nha các bạn, bán rất là ngon. Vợ chồng mình là cứ mê chỗ này. Ở đây có tiệm mây hồng nè, phở mây hồng. Nói chung ai muốn ăn đồ ăn Việt Nam, nói tiếng Việt Nam thì cứ tới phở mây hồng nha các bạn. Đó là nói tiếng Việt Nam không đó, nhưng của người Việt mình nè. Nhà hàng này đóng cửa tiếc lắm các bạn, không biết lý do tại sao. Tại vì nấu ăn cũng ngon lắm, rộng lớn, nhìn sang trọng lắm các bạn. Cái này là ở phía trên của Paris Store.
Paris Store là cái cửa hàng bán là đồ ăn các bạn của người Tàu á, rau rác cải gì đó, tập giống như tập quá vậy đó, chặt khô vậy đó mà rất là lớn đó, mà thấy không, đóng cửa trơn mà cũng đông, bây giờ bớt đông rồi chứ trước khi mùa dịch đó thì đông các bạn. Tiệm bán vàng, cái tiệm này các bạn biết không, là hồi đó của Hiến Nga đó, trung tâm Paris Van Nuys á, nhưng mà cũng đóng cửa luôn các bạn, giờ ta bán vàng. Còn cái này là đi xuống lầu mà đó, đi hồi nãy mình mua được cái máy có hẹ các bạn, bán 1,5 đồng một bó. Thì bây giờ mình sẽ là đi uống nước nha các bạn, mình sẽ chọn cái quán này nha. Không biết đọc là gì, Huy Lâu Son đó, bắt đầu từ năm 1960 này các bạn. Thì trong đây nè, nó có gì nó hấp dẫn ha. Cái này lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên mình đi ăn nên mình cũng không biết nó như thế nào, ăn thử hay ha. Đó, nhìn nó đẹp ghê các bạn, 6,80 đồng một phần. Nhìn dễ thương. Cái cuốn menu, cái cuốn này nhìn nó đẹp ha, nhìn nó rất là đẹp. Bạn thấy nhìn hấp dẫn không? Nhìn màu sắc là rất là thích. Cái này là sầu riêng nè, cái này là khoai môn. Đó, có nhiều thứ lắm, nhiều lắm, mình không biết chọn là cái gì hết. Cái này là thấy hồi một thời quanh tạc nổi tiếng ở Việt Nam này các bạn thấy không? Hai cái là 7,50 đồng. Cái này trong trái dừa nè, có đồ mặn nữa nha các bạn, giống như để ăn chơi ở đây, giống như ăn chơi vậy thôi đó, rất là nhiều luôn. Có cái này nữa nè, mì tùy mình chọn lựa, quá trời luôn ha. Đây có hai cái này nè, mình thử hai cái này nhìn đặc biệt. Có salad nữa nè các bạn. Nhìn quán thì trang trí thì cũng rất là dễ thương. Cũng có một nhóm đây chắc dành cho giới trẻ. Thì hôm bữa mình uống cái trà sữa Sinfutan rồi, nghe nói là thì cái đó cũng ngon, ngon thiệt các bạn. Nhưng mà bây giờ mình thử đổi chỗ khác cho biết, có gì sẵn là mình review cho các bạn xem luôn nha, coi nó có ngon hay không. Mango, mango có Macau nè, Chin nè, Taiwan, Hồng Kông, Phong, Canada, Canada. Sao quán đi các bạn, nhân viên thì cũng rất là nhiệt tình dễ thương, mình hỏi cái gì mình không biết gì mình hỏi, người ta trả lời rất là đàng hoàng và lịch sự. Mình không biết sao chứ mình vô quán nào mà gặp nhân viên mà cà chớn mà mình muốn đi ra liền, không muốn trở lại nữa. Còn quán nào mà nhân viên mấy người phục vụ rất là nhiệt tình thì mình thích lắm. Cái đó là cái điểm ăn liền của một quán đó các bạn, thấy không? Jus de fraise sur son non, jus de fraise glacé sur cristal tout dans le attends là đây. Là 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 đây. Cái phần này nè các bạn, thì đây là cái menu của nó, jus de fraise glacé nghĩa là cái nước dâu đó mà, nước dâu là cái phần này là 5,80 đồng. Alo, c'est bon. Ngon không? Để lên cao coi. Để lên cao coi. Ngon. Dâu tươi luôn. Dâu tươi phải không? Dâu tươi sai.
trộn đều ở dưới lên thử coi. À, vị dâu tươi đúng không? Nó xay ra đúng không? Thử. Giống như là nó có cái rau câu á. Merci. Nó không giống như trong hình. Mình uống thử coi nó ngon không. Mình nhìn thấy cái ly nó bự. Cái ly nó bự nè. Giống như là kè. Cái này chiếc tàu. Đi về Việt Nam. Ăn thử cây ngon không? Cái này là sầu riêng. Cái này là bưởi. Cái mộc bẹt. Mộc có gì quên rồi. Mộc bán. Trộn lên thử coi nó làm sao. Không ghê á. Không sầu riêng hả? Không sầu riêng. Có cái gì nước cốt dừa. Em thử. Thơm thơm béo béo. Merci. Cái này nó ngon. Cái này nó ngon các bạn, lạnh mà nó ngọt, ngọt dừa thôi mà không sầu riêng. Ngọt dừa, dừa đủ ăn ngon. Mà cái này thì thấy bình thường, không có gì hết, cái này không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà cái phần này thì nó ngon thiệt. Còn thử cái này coi, mình nhìn nãy ngày đây coi anh. Nhìn thấy nó đẹp nha. Cái này nhìn thấy nó đẹp các bạn thấy không? Nó ngon ngọt. Nhưng mà nó vừa ăn nó không có ngọt. Này giống như đấy. Bạn không cho nhưng mà mấy người. Giờ mình tính tiền rồi mình đi về. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Đăng ký kênh, chia sẻ kênh, ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye. Ăn uống xong rồi bây giờ mình đi về các bạn. Mình mua được gì nè. Ba cái bó này là 3 đồng. Với lại hành 1 đồng một bó. Mưa nữa các bạn. Mưa râm râm. Bây giờ thì vắng rồi, hồi nãy xe đông lắm luôn á. Bây giờ thì vắng tanh nè. Bông phấn này hồi đó bên Việt Nam nhà ai cũng có hết trơn. Qua đây mình ít gặp. Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Có hạt bụi nào rơi trên bụi sao. Em yêu phút giây này, thầy em giúp như bà thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Trời ơi, mình hát giống như là vịt kêu đó. Bạn thấy không? Đường phố Paris bây giờ là vậy.
mưa u ám lắm luôn. Hồi nãy đi trời đẹp lắm, trời sáng trong xanh long lanh luôn. Giờ thì mưa, mưa lâm râm, trời âm u không chút nắng. Trong đây là cái công viên để cho mấy đứa nhỏ nó chơi đó mà. Lâu lâu á mà mình đi cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật á, đi ra ngoài đây vui lắm. Gặp được người Việt Nam rất là nhiều. Gặp mấy chị mà có mấy chị bán hàng nữa các bạn. Mình thích ra đây cái là mình. Anh, né đường cho người ta đi. Mình mua rau đồ này kia của mấy người mà bán dạo á. Giống như chợ Chầm Hổm. Nhưng mà bán cũng khổ lắm nha các bạn. Nhiều lúc gặp police á, dí á. Dí là mấy người đó bỏ chạy á, chỉ rinh cái hàng của mình thôi. Bỏ chạy á, thấy tội nghiệp lắm. Thì nhiều người ta cũng kiếm vài đồng. Cũng có nhiều người thì ta nghĩ là cho vui, ở vườn trồng thì đem ra bán. Đó, lần nào đi mình cũng mua hết trơn. Hôm nay mình mua rau nè, với lại bánh ú. Nhà mình á, ai cũng thích ăn bánh ú hết trơn á, nên á mình mua 20 cái về. Sắp được tính ú lắm ạ. Mua 20 cái cho 1 cái, 2.20 một cái. Hồi trước là chỉ có 2 euro thôi, bây giờ đã lên giá rồi là 2.20. Là bánh nó có thịt và có trứng, trứng mặn á. Còn nếu mà bánh mà có thịt không các bạn là có 1.70 à. Đó, nay lên giá. Mình nói nếu mà chứ em mua có 2 đồng thôi, chị nói hôm nay lên giá. Của người Tàu bán mặt Tàu mà biết nói chứ gì thì chút xíu bán. Mình ra là mình mua, mua về bỏ tủ lạnh ăn. Ý 2 đồng cũng rẻ, 2 đồng mấy cũng rẻ, mình không có mắc. Thì lá đồ người ta đem từ nước thôi. Lá mà đem từ gửi từ nước ngoài qua các bạn cũng mất tiền. Nên đó là thôi, mua gì ăn chứ gói cực lắm, mình cũng không có rành mấy cái này nữa. Đó, giờ vô xe gì à. Chào tạm biệt các bạn nha. Đó, các bạn thấy bên kia đường không, có khi một cái chợ Chầm Hổm nữa nè. Vào ngày cuối tuần các bạn là có người ta bán cái này. Hôm nay lại có bán già bán dép luôn chứ hồi trước không có. Hồi trước chỉ có bán rau rác rồi, bên kia có người bán rau nè các bạn thấy không, là hai bên một cái bọc được yêu quý, bọc cái cưa rồi xô xi thì nó có bán. À, xuống dưới tới kia luôn các bạn ha. Mà mấy cái người mà bán giày dép quần áo là không phải người Á Đông mình đâu nha các bạn. Người rất là đông. Ở bên kia có bán chè nữa chừng đông dữ vậy ta, chứ hồi trước đâu có nhiều gì đâu. Phố Paris là vậy, tối này cứ là sửa chữa, đào mốc. Mình đi một năm trước và năm sau quay lại vẫn còn mới còn nữa.